Chào quý cô chú anh chị, tối giờ nhà Cần Thơ hôm nay em lên túi nữ mới vừa về nha quý cô chú anh chị ha. Thì hôm nay có những cái thương hiệu nổi tiếng của Nhật, ví dụ như Samatha Tabasa, rồi có cá sấu, có da cá mập, có những cái chiếc phơm trống nhỏ nhỏ xinh xinh, em có da rùa nữa nha quý cô chú anh chị ha. Và những cái mã như da rắn, da hươu và mẫu cóp, hôm nay khá là nhiều túi độc lạ cho quý cô chú anh chị mình lựa chọn. Thì chủ yếu là ngày hôm nay chắc là em lên túi nữ mới vừa về đi, rồi sau đó ở cuối video thì có thể để em soạn cái có nam thì em sẽ lên cặp nam, còn không thì sẽ là túi nữ thôi ha quý cô chú anh chị ha. Tất cả những cái sản phẩm ngày hôm nay là mới về cho nên quý cô chú anh chị mình coi, mình sẽ coi giá y hệt như cái giá tag em giới thiệu nha. Mình chuyển khoản trước bên em đi đơn, còn nếu thu hộ thì phí ship là 30.000, nhưng mà đối với bên em khách mới thì sẽ không thu hộ 100%. Tất cả những cái sản phẩm rửa túi da Nhật Cần Thơ là hàng si, đảm bảo độ mới 80%. Khi mà em quay thì sẽ là sản phẩm có thật tại shop và sẽ là quay sản phẩm thật. Với cái màu sắc cũng như cái kích thước trên hình sẽ là cái sản phẩm y thì như là cái mà em sẽ gửi cho quý cô chú anh chị, cho nên mình coi chắc giùm em cái kích thước dài rộng ngang gì đó vân vân, để mình có thể coi phù hợp với cái nhu cầu cá nhân của mình thì mình mua mình chốt. Bên em thì mỗi sản phẩm nó sẽ được quản lý theo mã gồm 4 chữ số, 4 cái số ha, và mình coi giùm em ghi lại cái số nào mình thích đó, mình có thể inbox qua cái Zalo, hoặc là mình gọi trực tiếp cái số điện thoại ở phía dưới tiêu đề em đưa ra. Nhưng mà để nhanh nhất có thể thì mình sẽ liên lạc qua Zalo nha quý cô chú anh chị ha. Tại vì khi mà qua Zalo á thì em có thể chốt cái bill cũng như là em gửi cái bill cho quý cô chú anh chị mình xem qua tổng giá tiền, rồi những cái thông tin kiểm tra giùm em số điện thoại địa chỉ để mình dễ giao hàng ha, và những cái ghi chú có thể trên cái hóa đơn đó. Cho nên á, là mình inbox qua Zalo thì sẽ dễ dàng tiếp cận cái gọi là minh bạch hơn về vấn đề giao hàng ha quý cô chú anh chị ha. Rồi danh sách những cái sản phẩm ngày hôm nay em đảm bảo là những cái sản phẩm không có lỗi ha. Nếu có lỗi em phát hiện trên video thì em sẽ báo, tuy nhiên thì những cái mã này mới vừa về em đã kiểm tra không lỗi. Và tất nhiên hôm nay là hàng VIP khá là nhiều, độ mới khá là cao và giá nó sẽ là giá cao hơn so với những cái mã thông thường nha quý cô chú anh chị. Thường mình săn hàng si thì mình biết rồi, giá tiền sẽ đi kèm với độ mới cũng như thương hiệu. Tuy nhiên bên em chỉ giới thiệu thương hiệu thôi, nhưng mà em bán da thật không bán thương hiệu nha quý cô chú anh chị ha. Tốn tới 2 phút mấy để trao đổi ha. Bây giờ em sẽ lên những cái sản phẩm trước đi. Những cái mã trên đây em lên trước nha. Siêu phẩm trước đi ha quý cô chú anh chị ha. Cho em nhỏ nhỏ này qua bên ngoài tí ha. Rồi. Một cái chiếc eyeliner thương hiệu, Anna mình biết là thương hiệu này em nhớ như Italy hay là của Đức gì đó, nhưng mà nó là cái thương hiệu khá là nổi tiếng. Mẫu phơm là phơm đi công sở cho các chị mà nó hơi dạng phơm trống, màu của em này và em sao quá đẹp, độ mới của trên video này thì quý cô chú mình chị mình yên tâm ha. Đối với cái chiếc này thì nó sẽ dập cái lu ở phía trước nè, đây, phơm nó có phủ một lớp bóng ở bên ngoài, cái góc cạnh của em này khá là mới. Em này nó không có vấn đề gì, chỉ có một cái là nó có một cái chỗ cấn kiện ở đây nè, à, da toàn bộ là da thật hết nha, nó chỉ cấn kiện một tí xíu trên cái bề mặt da khi mà người ta phủ bóng á, nó sẽ có giống như ở đây là cái vết rạn tí xíu thôi, còn lại tất cả ok, độ mới vẫn đảm bảo. Bỏ qua cái vết này thì kể như độ mới tầm khoảng 95% luôn, tuy nhiên em vẫn đảm bảo 80% thôi. Em đo kích thước của cái mã mới mới này ha, ngang là 25 và cao lên là khoảng 18. Cái bề dày em này là phơm là cứng phơm luôn, ngang là 12, 13 ha. Mình xách tay phần quai này và độ mới y hệt như phần thân. Khoen khoái em này trắng sáng bóng luôn. Với cô chú anh chị mình nhìn độ mới ở trên video là mình biết ha. Ở phía dưới đây nó có 4 chấu luôn nè ha, màu hồng quá đẹp. Có 2 chỗ móc dây đeo chéo và riêng em này thì có dây đeo chéo luôn, cái mã đẹp quá, không nỡ đụng vô luôn á, nó mới á cô chú anh chị. Đây, quay dây ha, mình móc vô, khoen khoái em này trắng sáng bóng giùm em luôn ha. Mình móc vô hai bên này. Dây thì nó có chỗ tăng đưa độ dài được nha, toàn bộ là da thật giùm em sẽ để vào trong túi. Tại vì những cái mã như thế này thì có nhiều chị mình cảm thấy là mình xách tay thì sẽ đẹp hơn. Bên trong lót vải dập thương hiệu ở bên trong miếng da ha. Có một ngăn có khóa kéo nhỏ nữa. Cái phần khóa kéo này nè, là nó sẽ dập cái thương hiệu trên cái phần khóa kéo luôn ha. Trắng tinh tươm đẹp. Mã này rất là mới, mình nói chung là nếu nó không có cái phần hơi qua bóp em đã báo lúc nãy á, thì chiếc túi này chắc tầm khoảng bán 1 triệu mấy vẫn ok nha quý cô chú anh chị, thương hiệu lớn độ mới cao ha.
Do em có báo là nó chỉ có một cái va vấp thời gian nhỏ chỗ này chứ không phải lỗi gì đâu ha. Do trong quá trình người ta có thể là phủ bóng gì đó. Em bán giá 550, mã giùm em 5121. Mình nên lấy nha, cái màu đẹp, phơm đẹp, độ mới khá là cao. 5121, phơm nó cứng phơm như thế này luôn. Lên giùm em 5121, 550, 5121. À, sẵn cái dịp này thì lên cái chiếc màu hồng mới trên tôm này, thương hiệu là của Nhật luôn nha. À, nãy giờ đưa vậy vậy mặt trước của nó mới đúng ha, của em này Samatha Thawasa, thương hiệu nổi tiếng của Nhật. Và đối với form này thì giống như là Nali New Line luôn. New Line luôn, nó rất là mới luôn, tặng được nha các chị ha, không một cái gì gọi là tì vết đâu. Ngang là 24, ngang phần miệng là 30 và cao lên là 22. Cái form em này sang đúng chất công sở luôn nha các chị nha. Mình nhìn góc cạnh giùm em, độ mới như là chưa xài luôn á. Ở phía dưới là bốn chấu, mặt trước mặt sau gì không có một chút xíu gọi là tì vết luôn nha các chị, đẹp quá. Rồi ở đây là quai mình sẽ xách như thế này, khoan khóa vàng ươm hai chỗ, móc dây đeo chéo vàng ươm trưng trơm hết giùm em luôn. Ở phía sau có ngăn nhỏ nhỏ mình đựng giấy tờ, giấy xe gì đó vân vân ha. Ngăn chính có khóa kéo, bên trong lót vải dập thương hiệu của hãng Samatha Thavasa, một ngăn có khóa kéo nhỏ nữa và cái miếng tách nó dập hiệu vàng ươm hết luôn ha. À, đi kèm em này là một cái dây đeo chéo, là dây zin của túi luôn, phần khoan khóa đồng đúc nè, vàng ươm, và mình có thể tăng đưa độ dài giùm em cũng vàng ươm luôn, nó rất là đẹp nha. Em để kèm vào trong đây, khi mình móc lên mình móc vào trong hai cái dây này giùm em. Bên trong lót vải sạch đẹp, nói chung là em thấy em này rất là mới như mua mới luôn á, hàng tại store luôn á các chị nha. Rồi quá đẹp, phơm đẹp quá, màu hồng cũng xinh luôn. Em bán em này 700, mã 5123. Mình ngắm lại tí xíu trước khi em qua túi mới nha. 700, mã 5123, rất mới, chỉ cần một cái hộp là có thể như là mua hàng mới luôn. 5123, 700. Lại tiếp tục một em mới màu nâu ha. Phơm, chất da này là da rất là dày và giống y hệt như là nó giống cái vân giống như da heo vậy đó, nhưng mà em vẫn báo là da thật thôi. Ở phía sau có một vết cấn kiện vậy thôi, còn lại tất cả ok hết nha. Phơm nó cứng phơm như thế này. Ngang của em là 25, cao lên là 20 ha. Mình sẽ là cái quai nè, góc cạnh giùm em cứng phơm ha. Phía dưới là bốn chấu, da đẹp, màu em này rất là đẹp. Cái phần này do người ta xài nhiều, khoen khóa màu vàng nhưng mà nó hơi màu chuyển sang màu hơi trắng trắng thôi, nhưng mà độ mới vẫn ok ha. Rồi mình mở ra giày giùm em. À, mình sẽ có cái va vấp là cái độ giống như là hàng si thì mình chịu ha. Cái da em này là da rất là dày luôn, y hệt như phần da heo rừng á quý cô chú anh chị nha. À, mình nhìn giùm em cái quai nè, đẹp quá. Ở dưới nó cứng phơm như thế này, chỉ có một chút xíu đây và phía sau một chút vậy thôi ha, còn lại màu đẹp. Phần khoen này màu vàng, có người ta sử dụng nhiều cho nên ở đây nó hơi ngả sang màu trắng một tí. Bên trong lót là lót da luôn nha quý cô chú anh chị ha, một ngăn khóa kéo, hàng dập Tokyo Junko của Tokyo, khá là đẹp nè. Mẫu này mình đi công sở hoặc mình đi cà phê cà pháo là quá sang. Khoen khóa em này vàng, à, sẽ phối màu là màu chủ đạo là này và thêm những cái đường chỉ màu trắng ha quý cô chú anh chị nha. Mã này đẹp, có va vấp thời gian, tuy nhiên thì độ mới vẫn còn ok. Em bán 608, mã 5119, 5119, quá đẹp, 5119, 608. Rồi em qua mã, em có một cái cốp cá sấu mới vừa về, cá sấu Cayman nha, nó độ mới đẹp, form em này đẹp nè. Đối với mã này thì mình sẽ phù hợp để mình đi công sở. Ngang là 26, cao lên là 22. À, quay là cá sấu luôn nha các chị ha. Nó sẽ phối cái đường ở giữa đây là kim loại màu vàng. Này, ở mặt trước nó sẽ có cái gù như thế này, mặt sau đẹp quá, góc cạnh đẹp và form em này khá đẹp. Ở trên nó khoen khóa màu vàng ươm giùm em ha. Dây một mặt là cá sấu, một mặt da bò.
bên trong không độn phơm gì cả, da bên trong lót da dày sạch ươm luôn. Một ngăn khóa kéo và hai ba ngăn phụ luôn nha các chị ha, nó dạng mẫu khớp như thế này. Ở đây là khoen khóa vàng. Đó, đẹp chưa? Không độn phơm gì đâu. Mình đi công sở là cực kỳ sang nha. Rồi, em bán giá thường á, cá sấu á, em về á, dạo này em lấy được cái giá ngợi nha quý cô chú anh chị ha. À, những con này á, khoảng vài tầm năm trước, mấy năm trước á, thì mình bán tầm khoảng 1 triệu 6, 1 triệu 8 ha. Hiện tại em đang bán giá rất là ngợi cho quý cô chú anh chị, 850 mã 5126. 5126, 850 nó có độ đẹp nè, có đẹp. 5126. Em qua mã. À, lên cho quý cô chú anh chị cũng một cái màu như thế này mà em này không phải là da thật đâu. Nhỏ nhỏ mini gọn gọn vậy thôi. À, là da thời trang nha. Nó mẫu dạng trống mình xách đi cà phê cà pháo chơi chơi. À, không có dây đeo chéo. Ngang của mã này là 20, đựng vừa tất cả dòng điện thoại, cao lên là 14, 15. Xách tay về nha các chị ha. Ở đây nó sẽ có giặt hiệu nè. Nhưng mà da là da thời trang. Đó, mình đi chơi thoải mái ha. Bên trong lót là lót vải. Chỉ có một ngăn lớn như thế này thôi nha các chị nha. Đẹp quá, cái form mẫu trống nhỏ nhỏ xinh xinh vậy. Mẫu mini, không phải lúc nào mình cũng có thể tìm được những mẫu mini nhỏ như thế này không. À, em bán giá 200, mã 5120. 5120, à đây là mặt trước mới đúng nè. 5120, 200. 5120. Vàng ươm nha các chị nha. Màu đẹp mà ha. Rồi, da thời trang, đây có miếng tách da luôn. Em có một em da dập vân. Dập vân cá sấu nè. Form nhỏ nhỏ mini gọn gọn, các kiểu rất là dễ thương luôn. Màu này là màu trắng xám. Màu xám ghi hả? Ngang là 22, cao 12, tất nhiên là vừa điện thoại. Đối với mã này thì kèm theo một cái dây đeo chéo cho các chị có thể tăng độ dài được nha. Dây là dây da luôn, cũng dập vân. Và phần khoen khóa này màu trắng ha. À, hoặc là mình có thể sử dụng dây đeo chéo, còn không thích thì mình mở ra nha. Em mở ra để vào trong túi cho nó gọn nhẹ nè. Đây, phần kim loại của mình là da phối với màu, anh này màu vàng rồi ha. Có thể tăng đưa độ dài được giùm em. Rồi, mình không thích đeo chéo thì mình chỉ xách về thôi ha các chị nha. Đựng vừa tất cả các dòng điện thoại, form nó cứng form như thế này. Có hai ngăn chính, tất cả em này đều là hai hệ thống khóa kéo. Một ngăn bên trong, khá là nhiều ngăn đựng thẻ. À, một ngăn nhỏ nhỏ, khóa kéo nhỏ nhỏ nữa, vậy thôi em để em này vô đây luôn đi. Tại vì nhiều khi các chị mà mình đi xe máy á, mình cần một cái đeo chéo. Còn các chị mà mình chỉ xách tay dẫn như thế này, đi tiện hay gì ok ha. Một ngăn lớn. Cái phần hiệu sẽ gặp ngay chỗ này, còn siêu luôn nha các chị nha. Rồi, một bên đây mình về mình gắn thêm găm cái trang. Còn em này thì bình thường ha. Chỗ này nó sẽ mất đi một cái phần quay vậy thôi. Đó, đẹp chưa? Mặt trước mặt sau thì y xin. Em bán giá 300, lên giùm em mã là 5125. 5125, cứng form như thế này. 300. À, một chiếc em da rùa trước đi, rồi hả tới cá sấu này, rồi hả tới cá mập ha. Em có là da rùa ghép nha các chị nha. Dạng mẫu cốp giùm em, da rùa là hai mặt trước mặt sau, còn hai bên đây là da bò. Màu chủ đạo em này là màu nâu sô-cô-la. Ngang là 28, ngang phần miệng nhỏ hơn tí xíu khoảng 25 và chiều cao lên là 20. À, trên đây là da bò. Đây da bò ha, chỉ có này là da rùa ghép nè. Phía dưới là da bò luôn. Phía trên mẫu cốp màu trắng ha, kim loại màu trắng, bên trong lót và lót vải sạch đẹp nha các chị ha. Rồi một ngăn có khóa kéo nhỏ ở giữa luôn. Da độc lạ, ghép màu đẹp quá. Em bán giá 750 mã 5097. 5097. 750 5097. Em có một em là da cá sấu bóng kính. À, cá sấu bóng kính form đẹp nha các chị ha. Đúng chất đi công sở luôn. Ngang là 28 và cao lên là 22. Ở phía trên đây quay dây cũng là da cá sấu bóng kính nha. Phía dưới cũng cứng form toàn bộ là 100% full da cá sấu bóng kính. Ở phía trên kim loại màu vàng mà không phải là vàng.
vàng ché đâu, vàng mờ á, vàng mờ nó càng đẹp ha. Đây vàng ươm luôn nha các chị nha. Bên trong lót là lót da, một ngăn cớp như thế này, còn hai ngăn phụ hai bên đều là lót da hết luôn, và bên ngoài có một ngăn phụ, hai ngăn phụ nhỏ nữa, nói chung là tổng cộng tới 5 ngăn. Phần khoen khóa ở trên đây vàng là vàng mờ đẹp nha các chị nha. Lót cạnh em này đẹp, độ mới cao, da cá sấu bóng kính. Em bán giá 900, mã 5126, 900, 5128 giùm em, chứ không phải 26, 5128, 900. Da cá sấu bóng kính đẹp, phơm sang ha. Em có một em cá mập đi công sở, phơm cá mập này các chị, mình đi công sở mà mình đựng đồ nhiều á, mình lấy em này ha. Ngang là 30, cao lên là 24 đó. Ở đây là cả hai mặt và hai bên đây đều là da cá mập, phía dưới đây là da bò, qua dây da bò ha các chị. Da cá mập đó phối màu một lần xanh, một lần đậm, một lần nhạt, và màu chủ đạo là màu xám ghi. Có qua vấp thời gian độ mới cũng ok. Ở phía sau đây là có một ngăn, có một cái miếng nè, cái này là nó bị dính thôi ha, em kéo. Rồi đây là da cá mập miếng đất da ha các chị nha. Ngăn chính có một nút kích nam châm, bên trong lót vải, một ngăn khóa kéo, hai ngăn khóa kéo luôn. Em này là tự động nó đứng phơm như thế này đó, phơm nó là sẽ cứng ha. Góc cạnh này nó có thêm một cái đường viền là da bò. Em bán giá 850, mã 5127. Thường những mã này ngày trước có là tầm một trên 1 triệu mấy không á, có khi em bán 2 triệu mấy nữa. Độ mới cao á, em này 850 thôi, độ mới vẫn đảm bảo 80%. Mã 5127, 5127. Mẫu công sở thì em còn vài mẫu công sở nữa cho các chị nữa ha. Đây là da bò nhưng mà dập vân cá sấu thôi, chứ không phải là cá sấu thiệt đâu. Da bò dập vân cá sấu. Em này là phơm cứng, phơm ngang là 32, cao lên là 20. Cứng phơm như thế này. Tất cả đều là da bò dập vân cá sấu, phía dưới nó có 4 cháu dạng đeo vai xách tay nha các chị ha. Ở trên đây là em này nằm cái nắp vậy. Nó mở ra một nút kích châm châm. Bên trong lót là lót vải nha, hàng made in Italy, có một ngăn khóa kéo nhỏ nữa. Mã này thì nó có cái chỗ ở đây, khi người ta mở ra mở vô thì chỗ này nó hơi bị giống như cái phần dây, cái phần keo nó lăn quăng thôi, nhưng mà vẫn ok đó. Em bán mã này là 308, lên giùm em là 5096, 5096, 308. Phơm cự tự động cứng phơm như thế này. Một chiếc em công sở quay trúc da bò độ mới cao nha, người ta hay gọi là quay bumbo, trúc bumbo, ngang 32 và cao lên là 30. Dạng đi công sở giùm em, góc cạnh đẹp ha các chị ha. Da bò đây, da lì nè, ở phía sau có một ngăn, thương hiệu nó dập trên đây ha. Phần quay khá là đẹp nè các chị. Khoen khóa màu vàng giùm em, ngăn chính có một ngăn có nút kích nam châm. Bên trong lót là lót da, thương hiệu dập trên miếng da, một ngăn khóa kéo ngang ngắn, một ngăn khóa kéo, một ngăn bình thường nhỏ nhỏ gọn gọn. Mẫu phơm công sở cho các chị. Em nghĩ là mã này nếu mà mình đựng A4 chắc có thể vừa á, ngang tới 32 à. Giá 450, mã 5122, 5122, quay trúc đẹp quá, 5122, 450. Em qua những cái túi cốt ha, Yahoo. Rồi da rắn. Hôm nay giá khá là lợi cho các chị nè. Em có một mã em có vừa đeo vai vừa đeo chéo được luôn. Có này phơm gọn gọn cho các chị, phần to nhất của em này tầm 28 thôi, cao lên gần 20. Toàn bộ là phần này nè, sẽ là da. Đây là vải monogram của Cos nha các chị ha. Thương hiệu của Cos thì mình sẽ dập trên tất cả những cái vây như thế này. Bộ nhận dạng thương hiệu, ngoài ra nó còn một cái tag ha, tag trong suốt và một tag da. Đối với phần có thì các chị yên tâm, cái phần khoen khóa em này thường là đồng đúc ha, kim loại đúc. Phần quai y hệt như phần này ha. Đối với cái quai này thì mình sẽ là cố định vào trong đây là vai đeo quai. Ngoài ra nếu các chị mà mình muốn đeo chéo, bên trong đây nó sẽ có kèm cho các chị một cái dây đeo chéo, nhưng mà cái quai này thì là nó sẽ cố định nha các chị ha, chỉ có mình mắc thêm hay không thôi, chứ không có lấy cái quai xách tay đó ra. Đeo chéo này là mình mắc thêm. Phần khoen khóa em này trắng ha, là kim loại đúc luôn. Phần dây này là dây zin của em đó luôn, tại vì mình sẽ thấy là cái phần da này y hệt như cái phần da trên đường viền nha. Da phối với chất vải rất là mới luôn.
Và anh này nặng kịch luôn nha các chị ha. Bên trong nó có nguyên một cái top coat ha, lót là lót màu hồng sạch đẹp. Thường cái mã coat bên trong, thường coat thì sẽ, nó sẽ để cái top ở bên trong. Kim loại em này đẹp, trắng sáng bóng, form nhỏ nhỏ gọn gọn. Nồi cái top này không cũng bán tầm trăm mấy, hai trăm mấy rồi đó các chị nha. Nè, ở đây chỉ có một vài dấu vết thôi, còn lại tất cả ok đẹp hết. Ở phía dưới đáy cũng xinh nữa nè ha. Em bán giá 480, mã 5118, 5118, 480, 5118, độ mới cao, hàng thương hiệu của Coach. Em có một em Coach nữa, nhưng mà em này độ mới không cao, mình xài hàng ngày vô tư thôi ha. À, nó dạng mẫu xô, quai thì bản to nha, mình dạng đeo chéo đeo vai như thế này. Nè, em đo kích thước nè, dạng mẫu xô, ngang đáy của mã này là 22, ngang miệng tầm 30 và chiều cao lên là 25. Phần da này là da thật nha các chị ha, và dập thương hiệu Coach nè, 1945. Phía dưới đây monogram của Coach, phần phía dưới Coach vải này khá là mới, chỉ có phần trên đây da mộc á. Da nó sẽ xuống màu một tí xíu, tuy nhiên nó không sờn mòn hay rách gì đâu. Phần em này được cái là phần qua dây, dây đeo này nè, mới ha các chị ha. Và phần khoen nè, nó đẹp chưa, vàng ươm luôn. Rất là đẹp phần khoen. Có một cái tách da. Ngăn chính thì có khóa kéo giùm em. Bên trong lót sạch đẹp hết nha. Cái tách có hết không? Trong đây, một ngăn khóa kéo, những ngăn nhỏ nhỏ khá là nhiều. Mẫu này các chị xài biết nào hơn. À, mình đi cà phê cà phá ok, em bán giá 370, mã 5127. Có mà chỉ có 370 mình lấy liền ha. Phần này đẹp quá. 515124 chứ. Mã 370, 5124. Em có một cái đeo chéo đeo vai Yahoo. Mẫu Yahoo, mà mẫu này form thường nó sẽ khó tìm. Thường mình sẽ thấy cái mẫu xách tay. Tí xíu em có lên hai mẫu xách tay cho các chị ha. Ngang đeo chéo này là 30, cao lên là 18. Quai cũng là Yahoo luôn các chị. Mình có thể tự động tăng đưa đeo chéo đeo. Hiện tại đang là đeo chéo nè. Đeo vai thì mình mắc lại em này ha. Đường viền là da bò. Thường cái tag Yahoo sẽ là made in Italy và có tác động như thế này. Bên trong lót Yahoo thì y hình giống y hệt nha. Chiếc nào cũng giống như chiếc nào nha. Đó, một ngăn có khóa kéo. Mã Yahoo. Đó, form này Yahoo thì khá là lạ, còn tát luôn. Em bán giá 350, mã 5095. Còn tát tiền luôn nha các chị, tát Nhật. 5095, 350, Yahoo 5095. 5095. Đang là Yahoo cho nên em sẽ lên chiếc Yahoo thường. Cái form mình sẽ thấy Yahoo form này. Hình như trong kho của em còn hai Yahoo. Nhớ em có mới về một Clutch Yahoo nữa, chắc bán rồi quá. Clutch Yahoo hiện tại em không thấy nè. Nhớ là có về một cái Clutch Yahoo. Để em tìm tìm có thì em lên ha. Tại sẵn đang có lên Yahoo thì em lên cho mình có thể lựa chọn nè. À, chiếc này nhỏ nhỏ gọn gọn, ngang là 27 và cao lên tầm 22. Mẫu Yahoo form này là form gọi là truyền thống luôn. Nhìn thấy form này là biết Yahoo. À, đường viền là da bò ha, chất Yahoo nè. Tát mới. Em này không có chỗ mắc dây đeo chéo đâu các chị. Ngăn chính có khóa kéo, bên trong thì tất nhiên là cái tát này nó giống y hệt y xì giống chiếc nãy nha. Một ngăn có khóa kéo. Rồi, đơn giản nhẹ nhàng vậy thôi, mình xách tay. Lên giùm em mã là 5010, 450. 5010. Một chiếc Yahoo form to, và em hay gọi form này là form du lịch đó. Du lịch này là du lịch dạng mini. Ngang đáy là 35, ngang miệng khoảng 26 và chiều cao lên khoảng 26-27. Cũng là Yahoo luôn, và đường viền sẽ là da bò hết ha dùm em. Tag Italy nè, có mã code đầy đủ hết ha. Em này độ mới cao, phía dưới là nguyên là Yahoo hết dùm em luôn. Ngang chính hai hệ thống có kéo. Bên trong thì em này thì không có ngang nhỏ bên trong đâu, lót là lót da. Chỉ có một cái ngăn lớn to đựng đồ như thế này thôi. Và chuyên dụng của mã này là mình có thể làm túi du lịch được nha. Hoặc là các chị mà đi công sở đựng đồ mà nhiều thì còn nhiều ở giáo trình, giáo án gì đó. Em bán giá 600, mã 5025. 600, mã 5025. Em có chiếc da rắn mới vừa về. Mặt nào mặt trước ta, mặt nào cũng được ha, giống nhau. Da rắn form ha, nó ủng ỉm. Ngang của mã này là 32, cao lên ổn điểm nhỏ đến 16 thôi. Da rắn ha, ủa da trăng chứ, đây là da bò. Bên trong hai ngăn phụ, một ngăn nút kích nam, một ngăn có khóa kéo, lót là lót nhung sạch đẹp nha.
cái miệng của em này á, là sử dụng cái dây mình có thể tăng đưa tì giảm theo cái này, các chị cứ tự động mà rút nha. Rồi ở phía dưới là năm chấu da bò như thế này, da trăng thật nha. Em bán giá 280 thôi, giá tặng 5129, mã 5129. Ủa sao có 280 vậy ta, chắc em lấy được giá ngợi hay sao đó. À, mã 5129 280 giá quá rẻ cho một cái chiếc da hươu. Ủa da da rắn. Một chiếc công sở hàng Italy cho các chị, phối màu đậm nhạt và màu chủ đạo là màu xanh coban, ngang là 30 và cao lên là 20, xách tay như thế này. À, khoen khóa trắng sáng bóng, đây nó dập ha. À, dập vân rắn luôn. Còn ở ngoài dập vân giống dập vân rắn phó kỳ nhông gì đó. À, hàng Italy nha các chị, phía ngoài có nha. Hai ngăn phụ nút kích 500, ngăn chính có khóa kéo. Mã này độ mới cao mà màu lại đẹp nữa nha các chị ha. Hàng thương hiệu Italy, bên trong lót vải monogram của hãng. À, và vải bên trong cũng như cái phần da bên ngoài khá là mới á. Các chị mình đi công sở mình lấy chiếc này ha. À, lên giùm em mã là 4996430. 4996430. Em có một vài chiếc công sở nữa, sẵn lên công sở cho các chị luôn nè. Đang có hứng lên công sở cho các chị. Một chiếc da phơ mềm màu vàng bò khá là đẹp. Em này thì cái đáy to hơn 35, ngang miệng khoảng 24 và chiều cao lên khoảng 28 nè. À, da mình nhìn nhìn cái miếng da xài biết nào hư các chị. Nè, cắt ra. Khoan khoái em này đồng đúc luôn. Và chất da rất là dày nha. Kim loại đẹp, da đẹp. Còn em này chị nào thích da mà gọi là thiệt là thích da lấy em này đi, da quá dày luôn. Bên trong lót vải khá là nhiều ngăn nhỏ nhỏ. Thương hiệu dập ở đây, một ngăn khóa kéo. Da đẹp quá, nhận hàng là mê liền. Trời ơi, nguyên miếng da cắt ra như thế này các chị. Em thấy chỗ móc dây đeo chéo, tuy nhiên mã này thì em không thấy dây đeo chéo nha. Rồi, tát đâu? Không thấy tát, lên giùm em mã bò. Mã bò này bán nhiêu ta? Không có tát. Mã bò 400 đi, em không biết giá luôn, mà đẹp quá. Mã bò 400. Em có một chiếc màu hồng, xách tay đeo vai cho các chị. Mẫu dạng công sở luôn, ngang 30 và cao lên 22. À, khoen khoái em này trắng sáng bóng màu hồng đẹp mới. Mình nhìn góc cạnh giùm em nè ha. Da mới, phía sau một ngang. Ngang chính là có một nút kích 500. Bên trong lớp vải chia thành ngang nhỏ nhỏ ha. Phần da này đẹp, đi công sở giùm em màu hồng. Chị nào tính đồ màu hồng lấy em, hôm nay có 3 chiếc màu hồng quá đẹp luôn. Mã 5028 400 luôn. 5028 ở phía trước nó có cái nơ tạo điểm nhấn này ha các chị ha. Màu hồng đẹp quá. À, em sẽ có một chiếc màu hồng nữa đi. Em lên chiếc màu hồng nữa, sẵn màu hồng đây. Lên chiếc màu hồng này nữa là em ốp nha. Hình như là trên kho của em thì màu hồng em còn nhiêu đó, mà toàn là những cái mã đẹp thôi. Lại tiếp tục gặp một cái thương hiệu của Nhật, Samatha Kawasa. Mã này thì đẹp mới nè, và đựng được nhiều đồ nha. Ngang đáy tới 36, ngang miệng là 26 và chiều cao lên cũng khoảng 26-27. Da cũng màu y xin như thế này. Đó, đẹp chưa các chị, đính kim loại nè. Samatha Kawasa, thương hiệu nổi tiếng của Nhật. À, thường thương hiệu này á, em này sẽ là làm sao cho cái chất gọi là nữ tính ha. Cho nên nhìn những cái chiếc túi của Samatha, ví cũng vậy luôn các chị, rất là nữ tính luôn. Bên trong lót là lót vải của hãng. À, thật ra cái dây này á, người ta sẽ làm hai kiểu. À, ngăn chính đã có một cái nút kích 500, tuy nhiên á, là người ta sẽ dán lại dây nè, cho mình làm thu gọn cái chiếc túi và cũng như là định hình lại cái chiếc form ha. À, và ngoài ra thì mã này các chị mình có thể tự tùy chỉnh mà mình thích á. Mình sẽ nơ thắt gì đó vân vân. À, đẹp chưa? Còn không thì mình về mình cứ cắt bỏ em này giùm em ha. Da thật toàn bộ hết. Bên trong lớp vải sạch đẹp, kèm theo cho các chị một cái em để đựng móc khóa khỏi sợ rớt nè. Phần đồng này đẹp ha. Mã này thì tất cả những cái phần mà vàng đồng đều đẹp mới hết giùm em. Bên trong lót vải của hãng, dập thương hiệu Samatha trên phần khóa kéo. Nhiều ngăn nhỏ nhỏ nha. Rồi ngăn chính thì nó kích 500 như thế này. Đó, đẹp nha các chị. Màu hồng đẹp, phơm đẹp, độ mới cao. Khoen khóa thì vàng ươm khỏi cần phải nói luôn, rất mới. Em bán 650 mã 5078. Hôm nay những cái chiếc túi màu hồng là đáng tiền luôn á.
Cảm ơn quý cô chú anh chị mình đã theo dõi nha. Trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.